Xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh của mình ha. Thì hôm nay thì mình cũng làm video về chủ đề trồng bí nè, cũng như là sẽ trả lời cho một bạn tên là Hạnh Lò ha. Thì bạn này bạn có hỏi mình á, là bí hồ lô của bạn trồng á, mà nó ra toàn là bông đực không à, nó không chịu ra những cái nụ cái thì phải làm sao. Thì đây là những cái nụ cái ở trên dây bí nha các bạn, để mình quay cho bạn xem nè. Còn ở bên đây là nụ đực nè. Đấy, thì khi mà mình trồng bí các bạn mà nó ra những cái nụ đực như thế này nè, mà nó không chịu ra những cái nụ cái như thế này để mà nó sinh thực với các bạn, mà nó toàn là sinh trưởng không á, thì cái việc đầu tiên các bạn thì các bạn hãy ngắt ngọn cho nó nha. Ngắt cái tim ngọn, có nghĩa là mình sẽ ngắt ngọn cái đợt 2 sớm. Thông thường các bạn thì ngắt ngọn cái đợt 2 á, thì nó sẽ rơi vào á, là khi mà cái trái bí của mình các bạn thì nó từ là 1 lạng đến 2 lạng ha, để mình ngắt ngọn cho nó để nó tập trung cái dinh dưỡng nó nuôi cái quả. Thì đó là cái cách ngắt ngọn đợt 2. Thì khi mà bí của mình mà nó ra được những cái trái mà bí mà nó khoảng đầu 1 lạng đến 2 lạng các bạn, thì mình sẽ ngắt ngọn, mình quay video cho các bạn xem ha. Mà khi cái dây bí của mình á, mà nó cái trái nó từ là 1 lạng đến 2 lạng các bạn, thì cái độ trường bò của cái dây bí này nè, thì nó tầm khoảng đâu là từ 1,5 m đến 2 m nha các bạn ha. Đó, thì đó là mình chia sẻ cho bạn vậy. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng cái phân bón lá là 10-60-10 các bạn. Các bạn xịt ở trên cái dây bí của mình ha, xịt ở trên trái nè. Nó đồng thời bạn kết hợp là bạn ngắt ngọn ở trên bí, thì cái khả năng mà nó ra những cái nụ cái thì nó sẽ nhiều hơn nha các bạn ha. Đó, thì đó là mình trả lời cho bạn Hạnh Lò ha. Còn những bạn mà trồng bí á, mà muốn bí của mình mà nó có được cái năng suất á, thì các bạn phải bón phân cho nó nha. Bón phân cái thằng 20-15 với thằng canxi nha các bạn ha, hoặc là bô trắc này nọ đó, thì bí của mình thì nó mới đạt được cái năng suất. Đây thì quay chia sẻ cho các bạn nè, đây là đám bí của mình nha các bạn. Đây, quay tổng quan cho các bạn xem. Bên đây thì cũng con, đây thì dây bí này thì mình mới tỉa chèo nha các bạn ha, để nó mới ra được chèo. Cái này là mình trồng sau, dây này thì mình sẽ lấy là 3 chèo nè. Đó, và cái quan trọng nữa khi mà mình trồng bí các bạn, mà khi bí của mình mà những cái nụ cái mà nó ra như thế này nè, thì mình chịu khó là mình đi thụ phấn nha các bạn ha. Mình thụ phấn ấy, cái khả năng mà nó bị rụng trái các bạn thì nó rất là thấp. Cái tình trạng mà rụng trái ở trên bí này nó cũng rất là nhiều nha nha các bạn ha. Có nhiều bạn mới mà trồng bí mà nó bị vàng rụng ấy, thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, như ví dụ như là ruồi vàng chích nè, rồi nó bị thiếu phân nè, rồi do đó thì mình phải đi thụ phấn cho nó nha các bạn ha. Không thụ phấn được thì nó cũng vàng rụng nữa, nó nhiều cái nguyên nhân lắm. Thì nay chia sẻ cho bạn vậy. Về khoảng cách trồng ấy, thì vào những video trước thì mình đã chia sẻ rồi, thì nó từ 5 đến 6 tấc ha là nó mới đạt tiêu chuẩn nha các bạn ha. Chứ mà bí mà các bạn trồng gần quá, mấy cái gì tán chèo này nè, nó bò chéo lên nhau các bạn, sau này nó quang hợp là không có được như này nè. Nó các bạn thấy không, nó bò chéo lên nhau nè, do đó mình phải chịu khó mình đi chỉnh dây, mình chỉnh cho nó ngay lại, mình cho đừng cho nó bò gần quá. Tại cái này á, mình trồng nó một một lỗ là 2 gốc, tại vì mình trồng tới thưa tới mét mấy gốc lận. Đây nè các bạn xem ha, tới mét mấy gốc lận. Giờ mình đang trồng sen các bạn, còn bên đây nè bí nè, mình trồng nó rất là xa, thành ra một gốc á, là mình trồng là 2 dây. Đây các bạn xem nè, một gốc là trồng là 2 dây ha. Sáng cũng có bón phân cho nó rồi, phân sáng bón phân 20-15 các bạn. Bí của mình hiện nay nó cũng chuẩn bị nó ra được những cái nụ cái nè, thấy không? Thì bí mà thông thường mà nó ra được những cái nụ cái á, thì nó phải từ là 35 ngày trở lên nha các bạn ha. Và cái thời gian thu hoạch của nó là từ là 65 cho đến 70 ngày đối với những cái giống bí như là đồng tiền vàng, rồi trang nông nha các bạn ha. Nói chung là những cái dòng bí đỏ F1 bây giờ. Đối với những cái dòng bí đỏ mà bánh xe thì nó sẽ rơi từ 85 cho đến là 90 ngày ha. Thì có những cái nụ đực nè các bạn. Đó, thì nay chia sẻ với bạn vậy ha, cũng như trả lời cho bạn Hạnh Lò ha. Rồi các bạn nào có câu hỏi gì cứ bình luận bên dưới video của mình nha. Rồi mình xin được là mến chào nha.